giãn cách xã hội 21 ngày toàn bộ huyện Vân Đồn từ 12 giờ trưa nay. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa phát đi công văn hỏa tốc yêu cầu thực hiện giãn cách xã hội đối với toàn bộ huyện Vân Đồn, phong tỏa tạm thời toàn bộ thị trấn Cái Rồng cũng thuộc huyện này. Phong tỏa thị trấn Cái Rồng căn cứ tình hình dịch bệnh ghi nhận một người dân ở thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn nhiễm COVID-19. Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quảng Ninh yêu cầu thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 CT TTG của Thủ tướng Chính phủ kể từ 12 giờ ngày 30 tháng 1 đến 12 giờ ngày 21 tháng 2 đối với toàn bộ huyện Vân Đồn. Việc giãn cách thực hiện theo nguyên tắc đảm bảo giãn cách xã hội, giữ khoảng cách giữa người với người, cộng đồng với cộng đồng, các cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất phải đảm bảo khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng theo quy định, yêu cầu mọi người dân ở nhà chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ sở kinh doanh dịch vụ hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác. Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp, không tập trung quá hai người ngoài phạm vi công sở, bệnh viện và nơi công cộng. Thực hiện phong tỏa tạm thời toàn bộ thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn và áp dụng nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ kể từ 12 giờ ngày 30 tháng 1 đến 12 giờ ngày 21 tháng 2. Ủy ban nhân dân huyện Vân Đồn thực hiện ngay việc truy vết các trường tiếp xúc F0 theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh lập các chốt kiểm soát đối với tất cả các khu vực có ca nhiễm F0 và có ca F1 trên địa bàn thị trấn Cái Rồng, không cho người ra, vào, trừ trường hợp cần thiết như cấp cứu, khám chữa bệnh, phải có ý kiến của ban chỉ đạo cấp huyện, giao sở y tế điều động, tăng cường lực lượng y tế, cắm chốt ở các khu vực trên, đảm bảo yêu cầu hỗ trợ ngay khi cần thiết. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh huy động lực lượng, cơ sở vật chất, trang thiết bị máy móc lập khu cách ly tập trung tại các xã, phương theo đề nghị của các địa phương. Hải Dương cách ly một thôn ở Nam Sách, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương vừa ban hành quyết định số 341, quy đề, UBND về việc thiết lập vùng cách ly y tế tại cụm dân cư để phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, quyết định thiết lập vùng cách ly y tế đối với thôn Quảng Tân, xã Nam Tân, huyện Nam Sách với 375 hộ dân, gồm 1.345 nhân khẩu. Thời gian áp dụng 21 ngày kể từ 7 giờ ngày 29 tháng 1 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương yêu cầu việc tổ chức thực hiện cách ly y tế phải đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự và an sinh xã hội trong vùng cách ly nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 do biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 gây ra. Trước đó ngày 17 tháng 1, ông T. V. T. 62 tuổi ở thôn Quảng Tân đi ăn cỗ đám cưới trong thôn, tiếp xúc với chị N. T. C. là F1 của bệnh nhân số 1552. Ông T. bị ho, sát họng từ ngày 13 tháng 1, điều trị tại nhà 5 ngày. Đến ngày 25 tháng 1, ông T. V. T. có biểu hiện sốt. Đến 8 giờ ngày 28 tháng 1, ông Tê đến bệnh viện đa khoa tỉnh khám bệnh có yếu tố dịch tễ. Bệnh nhân được xét nghiệm PCR đến chiều ngày 28 tháng 1 có kết quả dương tính lần một. Qua giả soát, cơ quan chức năng xác định có 31 người tiếp xúc gần với ông Tê và được đưa đi cách ly tập trung theo dõi. Khu vực thôn Quảng Tân cũng được phun khử trùng. Theo Trung tâm Y tế huyện Nam Sách, đến 10 giờ ngày 29 tháng 1, toàn huyện đã truy vết được 103 trường hợp F1, 467 trường hợp F2 trên địa bàn liên quan đến các ca bệnh dương tính. Trung tâm đã bố trí bàn khám sàng lọc cho người bệnh ho, sốt, qua truyền nhiễm được bố trí khu cách ly với 9 buồng bệnh có 25 giường, thành lập các đội phản ứng nhanh sẵn sàng ứng phó với các tình huống. Trung tâm đã đặt mua khẩu trang phát miễn phí cho người dân đến khám chữa bệnh. An Nhiên, Nguyễn Dương